Thưa sư, bản thân con là người nữ và cũng thấy rằng người nữ sinh ra chịu nhiều thiệt thòi. Dù là ở bất kỳ thời đại nào, quốc gia nào, cũng không thể nào so sánh được với người nam. Và theo con được biết, người nam sinh ra họ đã nhiều phước báo hơn. Dù cho một người nam ở ngoài đời hay đi xuất gia, thì họ cũng có được những thành tựu nhất định trong công việc. Nếu họ có sự cố gắng và xuất gia rồi, họ cũng có thời gian hành pháp dễ hơn người nữ, và chỉ có người nam mới có thể thành Phật chánh đẳng giác nếu người ấy có nguyện lớn. Con xin phép được hỏi sư, bản thân con phải tu tập những pháp nào để không còn mang thân nữ trong đời sau kiếp khác nếu con còn luân hồi? Tôi không biết là cái người hỏi câu này đó là có xem cái kinh Pháp Cú vừa rồi hay chưa. Trong bài kinh Pháp Cú vừa rồi đó, tôi có nói là những lý do để mà sanh cái thân nữ và làm sao để cho chúng ta có được cái thân nam. Mấy bạn Giang Đặng Hoàng, mình hỏi người ta như vậy người ta khó chịu hả? Nghe sư cũng không hiểu. Thì ví dụ như là cái người ta có cái phước lành gì, ví dụ như là Chúa của họ có những cái đức đức lành gì, hoặc là đức mẹ của họ có những cái đức lành gì, thì mình nghĩ là mình sẽ tạo điều kiện cho họ để mà họ khen, thì sư không nghĩ là họ sẽ khó chịu. Đây cũng là một kinh nghiệm. Rồi sư quay lại câu trả lời. Nó có những cái nguyên nhân mà nó khiến cho một người phải sanh lập thân nữ. Thứ nhất, đó là cái người dục nhiều. Tức là khi chúng ta nhiều dục thì chúng ta sẽ sanh làm cái thân nữ nặng dục, nặng về tham dục. Và cái đối tượng mà chúng ta hướng cái lòng tham dục đến đó là những cái người có đức hạnh. Ví dụ như chúng ta nhìn những người tu hành ấy, mà chúng ta nảy sinh cái lòng dục đối với họ đó, thì nếu mà nặng, tức là cái đối tượng đó là một vị thánh, thì chúng ta sẽ đổi thành thân nữ ngay lập tức. Còn nếu như đó không phải là một vị thánh mà là cái vị tu sĩ thường, một cái người có đức hạnh thường, ngay cả một người cư sĩ giữ năm giới cũng vậy. Nếu mà mình lấy họ làm cái đối tượng để mà mình tăng trưởng cái lòng dục ấy, mình nghĩ về họ bằng cái lòng tham dục ấy, thì đời sau kiếp khác mình sẽ sanh lập thân nữ. Cái thứ hai đó là khi chúng ta phạm cái giới tà dâm, thì người phạm giới tà dâm sau khi đi địa ngục họ cũng sẽ sanh làm thân nữ. Còn nếu như mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp sống theo những cái cách sống mà nó có những cái đặc tánh gần với phái yếu, thì chúng ta cũng sẽ làm cái thân nữ. Ví dụ như nặng về ganh tị bỏng xẻn, ganh tị hoặc bỏng xẻn. Tại vì quý vị biết là cái người, quý vị cứ nghĩ đây, một cái người đàn ông mà có như đặc tính gì đó mà người ta gọi là cái thằng đàn bà. Ở đây sư không có chê phụ nữ, nhưng mà rõ ràng là những cái đặc tính đó là ở người phụ nữ rất là rõ rệt. Và đương nhiên là không phải người nào cũng vậy, nhưng mà phần nhiều số đông là những cái đặc tính đó rất là rõ, đó là ganh tị bỏng xẻn. Khi mình ganh tị bỏng xẻn là mình ngoài cái nghiệp mình tạo thì mình còn gieo cái nhân gần với phái nữ. Gần phái nữ là dễ chuyển đổi giới tính sang giới tính nữ, chứ không phải là mình gần phái nữ là được nữ nó bu theo nhiều đâu, không phải. Rồi kính khuất, tức là thích làm những cái tam nghiệp mà nó khuất lấp, làm cái gì nó cũng hay giấu, thích giấu giếm, thích làm cái gì mà che khuất để cho không ai biết. Suy nghĩ những cái suy nghĩ mà kín khuất, nói những cái lời sau lưng, ví dụ như nói đâm thọc, nói sau lưng, không có dám nói trước mặt đấy. Rồi làm những việc làm sau lưng, làm lén, làm kín khuất, làm lén như vậy. Thí dụ như là ngay cả cái việc là họ làm ác như là cướp bóc tài sản, thì họ cũng thích hợp để ăn trộm, họ chỉ thích ăn trộm nhưng họ không thích ăn cướp đấy. Thí dụ như vậy, tức là họ thích cái gì đó mà lén lén họ thích, thì đó là gần với phụ nữ. Rồi thích nương tựa, không có thích ở một mình. Có người phụ nữ là họ sau khi mà ly dị với chồng, sau khi ly dị với chồng, họ cảm thấy họ rất là chán đời. Và tôi nói là vậy thôi, cứ đi đi vào chùa tu đi,
Nhưng mà mặc dù họ nói mở miệng ra thì họ nói là họ chán đời, họ họ chán chồng, họ chán đàn ông, họ chán gia đình. Nhưng mà không lâu sau đó là họ vẫn lấy thằng khác. Đấy, tức là bỏ ông này rồi cũng lấy ông khác, tức là người phụ nữ họ luôn luôn tìm một cái điểm tựa. Ở nhà thì tôi gọi là tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Tức là họ luôn luôn tìm một cái điểm tựa. Nếu mà không có chồng thì kiếm một cái tấm chồng để có nơi nương tựa. Mà có chồng rồi mà đẻ được cái đứa con thì lấy cái đứa con làm nơi nương tựa. Đấy, thì đó là những cái đặc tánh mà gần với người nữ. Mà nếu như chúng ta không có cái khả năng đứng một mình ấy, thì chúng ta sẽ gieo những cái nhân nó gần với người nữ. Và để trở thành một người nam ấy, nó có một cách như thế này, tức là khi quý vị làm bất kỳ một cái điều thiện nào, ví dụ như bố thí này, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, tùy hỷ, hồi hướng, sửa sai chi kiến cho đúng, thì khi quý vị làm các điều thiện đó, quý vị có cái lời nguyện phát ra bằng lời, tức là do cái phước báo mà tôi làm đây này, thì xin cho tôi được tái sanh làm người nam ở ngày vị lai. Thì khi mà quý vị có cái lời nguyện như vậy thì quý vị sẽ tái sanh làm người nam, với điều kiện là mình không có gây ra những cái nghiệp phải tái sanh làm người nữ, ví dụ như nghiệp tà dâm hoặc là nặng về tham dục. Hơn nữa, nếu như mà đời sau kiếp khác quý vị muốn làm người nam một cách bền vững, tức là mình không quay trở lại làm người nữ khi mà cái phước mình hết, tức là cái phước do quý vị bố thí, quý vị giữ giới, quý vị hành thiền mà quý vị nguyện làm người nam ấy, khi cái phước đó hết, quý vị không quay trở lại làm người nữ, thì phải sống nghịch lại, tập những cái thói quen nghịch lại với những cái sư nói. Tức là gì? Nặng tham dục, bớt tham dục lại, rồi học cái lòng hào sảng, bỏ đi cái ganh tị, bỏ đi cái bỏng sẻn, học cái lòng hào sảng, học cái tâm mà tùy hỷ với cái nhân lành và quả lành của người khác, rồi làm cái gì cũng là quang minh chính đại, lỗi lạc. Đấy, tại sao người ta gọi đàn ông ấy, người thường đi kèm với những cái là quang minh chính đại đấy, hoặc là lỗi lạc, thì đó là khi mình làm cái gì đó mà mình luôn luôn mình không sợ người ta biết, hoặc là luôn mình làm cách công khai chứ mình không có phải lén lén lúc lúc đấy, thì tập cái thói quen đó. Tập thói quen là quang minh chính đại, rồi tập cái thói quen là có khả năng đứng một mình mà không phải nương tựa nơi người khác. Tôi biết là có một số người phụ nữ họ rất là giỏi và họ rất là tự lập, thậm chí là họ không cần chồng, nhưng mà nhiều người họ vẫn cần con. Trong những cái lúc mà trái gió trở trời, trong những lúc mà trời mưa, trong những cái đêm buồn mà vắng một mình thì họ vẫn cần một đứa con. Nhưng mà đó, mình phải tập tập cái thói quen là mình có khả năng đứng một mình. Thì khi quý vị tập những cái thói quen đó, đó những cái thói quen đó nó sẽ tạo thành nghiệp, và đời sau kiếp khác nhờ quý vị làm cái phước để sanh làm người nam, và quý vị tạo những cái nghiệp nó tương ứng với người nam như vậy, thì khi đó quý vị sẽ là một người nam một cách bền vững. Và khi quý vị hết cái phước năm xưa mà quý vị nguyện làm người nam đó, thì do quý vị tiếp tục tạo lên những cái hạnh nghiệp nó tương ứng với người nam, cho nên quý vị sẽ vẫn giữ được cái thân người nam mà quý vị không quay trở lại thân người nữ.